Van Heo đi rừng chắc là cho mấy bạn sướng lắm. Ui giời, gặp cái thằng Van Heo gà đi rừng. Đợt này thì nó chết chắc với mình rồi. Chào bạn chùm gì gái nhá. Mình không sợ, mình sẽ không sợ nó. Mình sẽ chơi nó. One shot, one kill. Anh heo Quang Vinh luôn nha, trang phục Quang Vinh nhá. Mới nhận được hôm trước à? Không, trang phục Quang Vinh hình như đánh vàng là nhận được rồi, nhưng phải chơi vài trận ấy, 10 trận sao, 10 trận thắng liên tục các bạn không ạ? 10 trận thắng là nhận được cái trang phục này. Nếu mà mình không đánh thắng là nó không cho nhận đâu. Con heo đi rừng tù lắm, nó chậm chạp. Rồi ra ăn chắc rồi, ngon. Nhìn mà biết ăn rồi. Bên kia ai đi rừng vậy? Ôi giời ơi, chúng ta lại gặp nhau à? Hai xạ thủ đi rừng ạ. À. Ông Moren, anh Moren ơi, anh ăn phở không? Toro phở đấy, ăn phở nè. À phở nè, cái là ăn phở nè. Nếu anh có thì nói đi ạ. Triple kill, quá đỉnh, quá đỉnh. Trời ơi, ai có thể làm được điều đấy? Anh Hảo đây. Trời ơi, tôi chứ ai nữa. Hay không, mọi người thấy hay không? Nếu có thấy hay thì follow đi, ngại gì. Follow đi. Hay không, mọi người thấy hay không? Hay cho mình xin một lượt follow nhá. À, đã quá. Phê quá mấy anh ơi. Cái gì vậy? Tôi biết ăn luôn hả? Bạn ấy rất là sexy và baby, rất là tỉnh và đẹp trai, một pha tóc biến quá đẳng cấp, làm lên thương hiệu của vị tướng gia, một trong những pha tóc biến có thể làm lên tên tuổi của vị tướng gia luôn, rất là hay, tuyệt vời. Nằm cho vị tướng xem bạn ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. Vâng, Ryuma đã chọc được con quái rừng. Vâng, anh ấy chọc được và anh ấy lăng xăng không biết làm gì tiếp theo. Và điêu thuyền đã xuất hiện với cái bộ mặt dâm tiến bất năng gì thì anh Van Heo xả skin vào mặt nhưng mà không chết. Người hạ gục lại là vị tướng Violet. Tại vì vị tướng Violet quá ưng chế với cái nhan sắc của điêu thuyền được trời ban tặng. Chị ấy không ngần ngại đưa nguyên khẩu súng vào họng của điêu thuyền và nã súng. Một phát đạn tung ra và điêu thuyền mất xác. Moren sau khi mà bị đưa thấy yêu thuyền bị hạ gục, anh ấy đã hú hí với cả Violet, nhưng mà Violet đã được sự bảo kê của anh Toro và Moren tem bạn đã phải sợ chạy cong đuôi điêu thuyền xuất hiện. Với một sự thả thính nhẹ nhàng đến từ vị tướng yêu thuyền thì Van Heo đang cảm thấy rất là phê. Anh ấy quyết định móc lốp tem bạn. Và móc lốp được không? Đang ở đằng sau đây. Mình đang móc lốp nhưng mà quyết định bắt bạn John. John đã bị bắt lại.
Và John làm sao? John nằm xuống. Tiếp theo đó chính là Moren. Bật chiêu cuối, phèn. Moren bị hạ gục. Và Ryoma sẽ là nhân vật tiếp theo. Thật là tuyệt vời. Ryoma cũng đã bị hạ gục. Điều thuyền đóng băng rất là đẹp. Nhưng mà không thể thoát khỏi cái gọi là phát đạn của chí mạng của Violet. Violet cứ cầm cây súng bắn nát đầu của điều thuyền một cách man rợ. Không thể tin được trong đấu trường Liên Quân Mobile. Ồ, không phải, cái pha vừa rồi là một vị tướng ra đấm tung đầu vị tướng điêu thuyền, chứ phải Violet bắn nữa rồi. Đấy là những pha gọi là thả thính hấp hồn người chơi của Liên Quân. Nên phải nhận được kết rất là sắc đáng. Một cú đấm tung đầu, cái đáng sợ, man rợ. Bắn chết cái con quái rừng này với cái phong cách rồi này. Quang Vinh rất tỉnh và đẹp trai. Rồi, ngon. Hiện tại mình đang rất là xanh khi mà cầm vị tướng Van Heel đi rừng. Có thể nói đây là một trong những nhân tố bí ẩn mà rất là nhiều bạn trẻ không biết tới. Chỉ có những thành phần gọi là gan dạ như mình mới dám cầm vị tướng Van Heel đi rừng thôi. Tại vì Van Heel đi rừng sẽ ra rất là nhiều áp lực. Mấy bạn không nên bắt chiếc giống mình, tại vì mình đang đi có tem nên mọi người đồng ý. Nếu mà mình không có tem thì có khả năng trận này mình sẽ bị ăn chửi sấp mặt. Và tem mình nó sẽ gọi mình là trẻ trâu. Nhưng mà mình có tem nên không ai dám ý kiến. Tại vì tem mình ai chơi cũng hay hết, nên kể cả mình cầm vị tướng Alice đi rừng cũng không ai ý kiến gì. Đây là tuyệt vời. Anh Toro xuất hiện, anh đầu bò đã xuất hiện, Athu chém. Nhưng mà sát thương lớn đến từ vị tướng Van Heel đó là quá kinh khủng. Nửa cây máu đã biến mất không một lời từ biệt. Và vị tướng Toro tem bạn đã chọn cách an toàn, đó chính là đi về cố thủ ở nhà. Tem mình hiện tại Violet đã bị hạ gục. Điều thuyền và Ryoma tem bạn cũng không còn trên mặt đất. Lên bả điểm số rất là nhanh chóng luôn. Bây giờ Van Heel đang di chuyển ra khu vực đường giữa. Hà Thu thấy vậy cũng chạy theo. Ở đường trên Toro đã đấm gục cái trụ và Ryoma ức chế chém cực chuối nhưng mà không trúng ai hết trơn. Toro tem bạn đang lăm le vào khu rừng làm gì đây? Ryoma đã đánh, Ryoma điêu thuyền kết hợp đánh cho vị tướng Ao Thu tung đầu luôn. Ryoma bị làm choáng, bắn chiêu cuối hạ gục vị tướng Ryoma và đã hạ gục thành công. Toro ở đằng sau tính móc lớp Van Heel, nhưng mà Van Heel biết điều đấy, anh ta đang dùng skin nhưng cũng bắn chí mạng những nhát phi tiêu vào đầu rất là đáng sợ. Bắn chiêu cuối phèng hạ gục ngay và luôn vị tướng Toro tem bên bạn. Quá đẳng cấp. Anh Van Heel Quang Vinh đang đem về vinh quang cho đội chúa xanh của chúng ta với tỷ số bây giờ đã là 8-0-4. Và đội xanh hiện tại đã dẫn trước với tỷ số 11, ý đội 17-1. Với một con số và cái đó, số lượng mạng nó quá trời xa như thế này thì team đội đỏ có thể sẽ bị hạ gục trong vòng 1 phút 30 giây. Không chừng sẽ dẫn đến tình trạng đầu hàng vô điều kiện. Anh Ra đang làm gì đây? Vâng, anh Ra vừa tông cú đấm tay không. Ở đường dưới, Athu đã bắt được vị tướng Moren. Moren đang chạy rất nhanh, nhưng mà anh ta đã sai lầm rằng đó chính là Van Heel đang chờ đợi. Một cú bắn và hạ gục ngay và luôn vị tướng Moren. Nhưng người hạ gục lại chính là vị tướng Athu, sau khi mà anh ấy đã cố ra sức đuổi giết vị tướng Moren tem bạn với cái ý định gọi là rình mò mò. Hạ gục ngay và luôn, không một lời từ biệt. Rất là nhanh chóng. Bang. Van Heel hiện tại không có bùa xanh. Mình đang xâm chiếm khu rừng tem bạn. Bùa xanh tem bạn đã xuất hiện, rất là tuyệt vời. Một cú bắn hết sức mạnh mẽ nhưng mà chưa hạ gục. Và bây giờ đã bồi thêm vài phát hạ gục ngay và luôn Van bùa xanh tem bạn. Tem mình đang lấn sân qua phần nhà tem bạn. Và trận thắng này đã thuộc về đội xanh, tuyệt vời. Mọi người cho mình xin một tràng pháo tay nào. Vỗ tay. Nếu anh có yêu nói đi ngại gì. Thắng rồi. 6 địch 1 đập, trơn sống toàn tập. Một pha leo rank thần tốc đến từ vị tướng Van Heel. Có chuyện gì đây? Ta nghe. Ta nghe làm gì? Không có. Mẹ nói. Mẹ nói kêu mẹ cầm cái roi vào đây. Nếu anh có yêu nói đi, nói ngại gì. Cảm ơn chị Trần nha. Lát quá hả? Anh thấy nó bất bình thường rồi, không thấy lát tí nào. Sao đây tệ?
các bạn đã cho mình xin một tràng vào tay, rất là cảm ơn rất nhiều. Hủy diệt tem bạn 21/1, về như con dê.